Đội Thanh Dung xin kính chào quý khán giả đang theo dõi. Và thưa quý vị, là Thanh Dung vừa mới bước ra khỏi The Recording Studio và Thanh Dung cùng với một người ca sĩ nữ khác của Trung tâm Asia sẽ trình bày một bài nhạc phẩm tương đối là có một giai điệu nhanh. Thành ra Thanh Dung xin không có bật mí ở đây và xin quý vị hãy đoán xem là bài nhạc nào của Trung tâm Asia Thanh Dung và người ca sĩ này sẽ trình bày cho cuốn Asia 71. Và sự chuẩn bị thì Thanh Dung vừa mới hát xong bài hát, và trong vài ngày nữa thì Thanh Dung sẽ được gặp với những người dancer ở Washington. Thì hy vọng là Thanh Dung và bạn nhảy của Thanh Dung sẽ làm tốt cái vai trò của mình và gửi đến quý vị một tiết mục thật là sống động. Và Thiên Dung bây giờ cần sắp đi thử đồ để mà coi mình mặc một cái dress như thế nào. Thì I'm so excited, I don't know what Asia is going to pick for me, but I hope you like it. Thiên Dung hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong Asia 71 và xin quý vị hãy đến thật đông đủ để mà ủng hộ Thiên Dung và các anh chị nghệ sĩ khác. Xin cảm ơn quý vị and see you there.